tranh này thì mọi người cũng đang rất đẹp. Xin cha và con và thánh thần.
Chớ buồn nghe xuông mà liền có tiếng mừng, lòng đạo đức công thật và tin
nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người bị phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ những tập tục khác nữa như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người bị phái và thuộc sĩ hỏi Chúa Giêsu rằng: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không thanh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah từng đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta rất giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những lề của loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: hết phải hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế, chỉ có những gì từ con người phát xuất ra, chính những cái đó mới làm cho người ta ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí, người ta phát xuất những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, du khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa. Về bản những người sống giả dối.
Chúa không chịu gây cắt sông dạng dội. Để chúng ta biết rằng đây là một điều hết sức quan trọng đối với chúng ta và đối với toàn xã hội ngày hôm nay. Hình như nó giống là cái chuyện bình thường của người ta. Chúng ta thấy rằng nói dối là coi như là cái chuyện bình thường của người ta, giả dối là cái chuyện bình thường rồi, không còn cảm thấy tội nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái điều mà Chúa nói từ thánh ở bên ngoài nó không có làm cho con người trở thành một con người dơ bẩn, nhưng mà Chúa nói chính ở trong tâm hồn, chính ở trong lòng của người ta mới làm cho người ta ra dơ bẩn mà thôi. Và những điều này Chúa muốn nói với chúng ta, đừng chỉ vì hình thức ở bên ngoài mà ở trong bụng chúng ta còn là những khối gian tham. Đừng có làm như những người đạo đức giả đây, là những người pha di siêu ngày hôm nay, đó là họ chỉ làm cái ở bên ngoài để cho người ta thấy họ là những con người thật là đạo đức, thật là tốt. Nhưng mà Chúa thấy đó, Chúa nói các ngươi là mồ mả tô dối, các ngươi chỉ to ở bên ngoài, cái vẻ ở bên ngoài thật là tốt, thật là ngon, thật là đạo đức, nhưng mà ở bên trong các ngươi là những người là những người tội lỗi, là những người gian xảo nhất thế gian này. Vậy mà các ngươi muốn được người ta thấy mình là những người đạo đức chỉ có cái vỏ ở bên ngoài thôi. Đây là những điều Chúa cũng muốn nói với chính bản thân con và cũng là nói với tất cả mọi người ở đây. Sống giả dối thì như thế nào? Nó có lợi hay nó có hại? Chắc chắn ai cũng hiểu sống giả dối thì nó có hại. Chúng ta có bao giờ chấp nhận đi mua đồ mà mọi người đó họ gạt mình? Mình có thể chấp nhận lần khác nữa tôi lại đó tôi mua đó không? Ai mua bán với mình, làm ăn với mình mà gạt mình một lần rồi lần sau tôi lại tôi làm ăn với người này đó không? Thì chúng ta thấy là chúng ta bực mình là mày gạt tao một lần đừng có hòng lần thứ hai nha. Nhưng mà chúng ta biết rằng chính mình thì đừng lại cho mình lại có cái quyền đó. Ngọn gì ai gạt tôi không được, nhưng mà tôi gạt người ta thì tôi cho phép được, phép có quyền. Chúng ta thấy một cái điều này là chúng ta thấy rằng sự giả dối thì nó sẽ đem lại nhiều tác hại. Mình nói dối một lần thì cả ngàn lần sau người ta không còn tin tưởng nữa. Cho nên người ta nói một lần thất tin thì giả lần thất tin, một lần không thành thật ngàn lần người ta sẽ mất niềm tin nơi cái bản thân của mình. Như vậy chúng ta biết rằng để trở thành một con người sống thành thật khó lắm, rất là khó. Ngay cả chính những người trong dòng tu, chính những người bước chân trên để tự hiến cho Chúa, những người đáng lẽ phải rao truyền cái sự thật, nhưng mà cũng có khi những người đi tu lại nói dối một cách con lành. Chúng ta biết rằng đây là một cái tác hại vô cùng tàn hại. Thí dụ khi bạn thân con mà nói dối đôi láo thì làm sao con mà phải chỉ nghĩ về làm sao một người lãnh đạo mà nói dối thì sẽ như thế nào? Rồi ở trong gia đình của chúng ta đó, cha hoặc mẹ ông bà mà nói dối với con cháu thì chúng ta biết tác hại như thế nào? Ở nhà trường và giáo viên nói dối học sinh thì sẽ như thế nào? Cho nên sống thật là một cái điều hết sức quý giá mà không phải ai
Cho nên để cho thành chúng ta cần học và học đó nơi chính Chúa Giêsu cho học được Ngài. Bởi vì Chúa là đứng chân thật, Chúa dạy chúng ta cái điều này để rồi ngày hôm nay mọi người chúng ta sẽ bình lại. Bao nhiêu lần đã nói dối vợ, bao nhiêu lần đã nói dối chồng, bao nhiêu lần nói dối cha mẹ, bao nhiêu lần nói dối con cái, chúng ta suy nghĩ lại để rồi từ ngày hôm nay tôi nguyên tâm sống thành thật hơn. Thành thật thì chúng ta nghe cái câu người ta nói rằng thành thật thì vua thiện đang lương lẹo lùn lắm thì lại leo lên ha. Hay những cái từ người ta nói thành thật thì luôn luôn lúc nào nó cũng đang thiện hồi hết lên. Còn những người mình bày gian banh lường gạt thì chúng ta biết rằng người ta sẽ leo lên, sẽ được cái chức tướng nhờ lường gạt, người ta sẽ được tiền bạc, người ta sẽ được giàu có giờ đâu thưa, nhờ cái lương lẹo đó, nhờ cái gian xảo mà người ta giàu có. Thì chúng ta biết rằng cuộc đời này có nhiều thứ giả, mà chúng ta biết rằng đồ Trung Quốc là giả vô cùng nhiều, hàng đồ Trung Quốc giả nhiều lắm. Chúng ta còn có đi ăn một cái đám cưới của người lương để người bên đầu bật á, thấy một thịt gà ngon lành lắm, và nói thịt gà không phải là ngon quá, rồi heo mà heo gì, heo quay, thì chúng ta biết rằng thấy ngon lành. Con đâu có biết là người ta đãi cái đồ chay không? Gấp vô bước cái sự cũng sao mà khổ không vậy? Cái đùi gà mà khổ không? Ở trong đó là cái đùi gà, không phải đùi gà mà cái củ xả, cái củ xả, cái củ xả ở trong là ngoài khổ. Đùi gà thèm dữ lắm, cắt vô cái sự khổ không? Rồi chúng ta biết là còn cái gì nữa? Kéo quay cũng vậy, chặt cái cây chay không? Cái mùi cũng đâu đấy. Chúng ta biết rằng ngày đi đồ chay đó có ngon hơn mình, rồi ta biết rằng đồ Trung Quốc có cái hộp gà mà họ làm còn giả đó. Rồi con trên mạng con thấy gạo để chế biến từ cái bột ni lông, bột ni lông để chế biến ra thành gạo ngon lành, trắng tươi, ngon lắm. Đây rồi nhiều cái hàng giả, nhưng mà chúng ta biết nguy hiểm vô cùng. Ai ăn và những thứ hàng giả thì nguy hiểm vô cùng. Ông cha ở nhà thờ Phú Hiệp, ông đã cho cái phòng khu vực kéo ra khu vực ăn gần hết một cái phủ khu vực. Cái bữa đó càng nghe ông làm cái chuyện này, ông dừng chơi, dừng chơi đó, kéo chơi. Ông mà sao kéo sao mà họ cái nhưng mà chúng ta biết đồ giả có nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm, nhưng mà không nguy hiểm bằng con người giả mới nguy hiểm. Con người mà giả tạo mới là con người nguy hiểm hơn những cái đồ giả đó. Để chúng ta biết rằng nguy hiểm, rất là nguy hiểm khi một con người sống giả mà không nguy hiểm. Như vậy ngày hôm nay sẽ chỉnh con người chúng ta lại trở thành một con người sống thật thà. Thành thật thì rất dễ thương, nhưng thành thật cũng trải qua những đổi gian trung năm
bị người ta hiểu lầm, bị người ta chửi rủa, nhưng mà chúng ta biết rằng những điều đó đừng có sợ. Bởi vì chúng ta biết rằng quyển sao tôi sống, tôi sống không hẹn với lòng, không hẹn với lương tâm của tôi. Đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà mình bán rẻ lương tâm của mình, nói dối một cái điều nào đó trong cuộc đời của mình. Hãy sống thành thật rằng có thể tôi có tội, nhưng mà tôi thành thật người ta luôn luôn thương những người đó hơn là những người có vẻ nói ngon nói ngọt, nhưng mà toàn là gạt tôi thôi. Toàn là gạt tôi không à? Nói ngon nói trời nó bắt lòng dữ lắm, nhưng mà toàn là những lời gian dối gạt cầm lừa gạt. Nên còn có những người ăn nói hơi cái vẻ không không con là nó ẩm ngọt phai lắm hay như vậy. Những cái đó là xuất phát từ trong tâm của người ta không được gạt ra sống chân chính như vậy. Chắc chắn cái thành thật nó sẽ đổi đánh đổi một cái điều gì đó mà không có thể tiền bạc nào trong gia đình mình mua được ta. Như vậy hãy sống từ ở trong nhà mình trở thành một người thành thật, để rồi chúng ta cũng có thể sống với những người khác thành thật trong một xã hội mà có thể chúng ta thấy nhiều điều gian dối trong cuộc đời. Hôm nay chúng ta sẽ tham dự nghi thức tuyên xưng đức tin của một số ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa đã sử dụng sức mạnh và lòng yêu thương của Ngài mà thúc đẩy và hấp dẫn khiến anh chị em chọn Chúa Kitô và chạy theo Đức Kitô. Tuy nhiên cuộc đời dấn thân theo Chúa để quản đại phục vụ tha nhân của chúng ta còn dài và thật lắm gian lao thử thách. Chúng ta cần ơn sức mạnh của Chúa cũng như sự nâng đỡ an ủi của những người xung quanh. Chúng ta cùng hiệp ý cầu cho những người chịu phép bao đồng trong thánh lễ này. Xin Chúa ban nhiều ơn lành. Xin Chúa ban ý dụng cho những người này, để những người này mãi mãi xa lìa với tội lỗi và suốt đời trung thành với Chúa Kitô. Còn phần chúng con thân mến, hôm nay chúng con đến nhà thờ này cùng với thân nhân bạn bè chúng con, vậy chúng con muốn xin điều gì? Nhưng chúng con có hiểu đức tin là gì không? Những lời hứa mà chúng con sắp lập lại đây là những lời nào? Tại sao chúng con lại muốn tuyên xưng đức tin và hứa lại những lời hứa khi chịu phép rửa tội? Vậy chúng con cùng dân lễ thật sốt sắng xin Chúa cho chúng con thực hiện những ước nguyện của chúng con.
Sau đây là nghi thức. Chúng con thân mến, chúng con đã được đến nhà thờ xin chịu phép rửa tội lúc cha mẹ chúng con đã hứa dạy dỗ chúng con nên người công giáo. Những người đỡ đầu cũng đã hứa sẽ tiếp tay với cha mẹ lo cho đời sống đạo đức của chúng con. Nay chúng con đã đến khôn, đã học biết phúc âm và giáo lý của Chúa. Giáo hội muốn chúng con tuyên xưng lại niềm tin của người Kitô hữu một cách có ý thức và tự do. Bây giờ cha đại diện cho giáo hội chứng thực lời tuyên xưng và tuyên thệ đó. Vậy chúng con có sẵn sàng bày tỏ đức tin của mình không? Vậy chúng con có từ bỏ ma quỷ không? Vậy chúng con có từ bỏ mọi việc của ma quỷ không? Chúng con có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ không? Chúng con có tin kính Thiên Chúa là cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Chúng con có tin kính Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên cùng Thiên Chúa Cha không? Chúng con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin hội thánh Công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãy hạnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Con từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ.
xin nhờ người đến người và con người mà mọi danh dự thì vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Nhân lời chúng ta thấy rằng trên thiên đường dạy chúng ta dám nguyên rằng Thầy Cha chúng ta ở trên trời, chúng ta nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha ngày đến, tuy Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng ta hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng ta cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con tha thứ các dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương trên những ngày chúng con đang sống được bình an nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp. Chúng con sẽ luôn luôn hoa khỏi thơ đôi và để an toàn khỏi mọi tin con ta khi chúng con mong đợi những nghi do hồng cung và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô cứu đôi chúng con. Lại đi.